Một vụ bắt giữ thuốc cấm lớn nhất trong lịch sử Canada ở cửa khẩu biên giới Alberta. Vào ngày Giáng sinh, RCMP và cơ quan dịch vụ biên giới Canada (CBSA) đã tìm thấy một chiếc xe bán tải với 228,14 kg ma túy trị giá khoảng 28,5 triệu đô la tại cửa khẩu ở Coote, Alberta. Chiếc xe tải chở sản phẩm được coi là hàng hóa thiết yếu nhưng đã bị giữ lại để kiểm tra thêm. Đây là vụ bắt giữ thuốc cấm lớn nhất của CBSA tại biên giới đường bộ được ghi nhận trên khắp Canada. Lượng ma túy tương đương khoảng 2,28 triệu liều riêng lẻ. Người lái xe đã bị bắt và chuyển cho RCMP Alberta cùng với bằng chứng. Một cuộc điều tra dẫn đến cáo buộc đối với Amapric Singh Sandhu, 38 tuổi, ở Calgary, về các tội danh sau đây theo đạo luật về ma túy và các chất được kiểm soát. Nhập khẩu một chất được kiểm soát và sở hữu chất kiểm soát cho mục đích buôn bán. Sanhu được thả ra vào ngày 14 tháng 1 và dự kiến ra tòa vào ngày 11 tháng 2 ở Lethbridge.